Chào mừng quý khán giả đã trở lại với phần 2 của chương trình Thân Khỏe Tâm An cùng với Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh trong đề tài là sử dụng kem chống nắng như thế nào để mà chúng ta ngăn ngừa được ung thư da. Thưa bác sĩ, bây giờ là trong phần mộng mình nói là mùa xuân, bước qua mùa hè, hoa đang nở, đâm chồi nảy lọc và chúng ta sẽ dễ bị dưỡng mùa. Thì cái thời điểm này Ngọc Khanh thấy là mọi người đều thích có những hoạt động ngoài trời. Mà khi mà có những hoạt động ngoài trời thì Ngọc Khanh nghĩ dưới cái trời nắng gay gắt này sao mà không tránh khỏi mà bị ảnh hưởng bởi tia cực tím hả? Yes, Ngọc Khanh, cái tia cực tím là chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng, không thể tránh được quý vị. Nhưng mà tia cực tím thì nó sẽ chia ra hai loại. Thưa quý vị, thì thường thường á, cái tia cực tím này đó mình sợ là sợ cái gì? Tại vì cái tia cực tím quý vị nó có hai loại là A và loại B, UVA và UVB quý vị. Thì đa số 95% nó là cái loại A. Thì cái loại A đó nó sẽ chiếu thẳng vô cái da của quý vị và nó đi sâu, nó ghim vào bên trong. Những cái lớp da ở bên dưới của quý vị đó nó sẽ bị hư đi những cái tế bào thấp sâu bên trong á, thì nó phá đi những cái chất đàn hồi. Nên là quý vị sẽ bị cái da nó nhăn, nó nheo, nó bị hư đi bên trong, nó hư da. Và cái thứ hai đó là cái loại UVB đó thì là nó đốt cháy cái mặt da bên ngoài của quý vị. Nên là quý vị sẽ dễ bị phỏng da và sẽ thấy nó cháy nắng và nó chóc cái da ra. Đấy là UVB thì có hai loại quý vị. Nên khi quý vị mà tới mùa này mà da nắng thì mà cái da của mình mà nó có tiếp xúc với ánh nắng thì đối Ngọc Khanh hay bị tiếp xúc ở phần nào? Giống như ở chỗ này của mình hả? Thì nó nhô ra. Nắng nó chứa vô được. Rồi ở trên trán mình. Trên trán. Rồi nếu mà quý vị nào mà giống như bây giờ mình nói là ví dụ các vị tu sĩ đi ha. Thì cần phải có cái đồ che đội đầu nè. Cái đầu là chắc chắn luôn, nắng nó chứa vô. Rồi cái lỗ tai ha. Hai trên tai nữa. Và lúc mình lái xe nè. Thì tai nào bị nhiều hơn? Tai mà ở ngoài này ha. Đúng, tay trái. Đa số ung thư là tay trái. Ung thư nằm ở tay trái. Đó. Và quý vị biết là cũng tùy theo nghề nghiệp nữa thì cũng có, nhưng mà Khánh có nói là cái đi tu đi thì mình có cả đầu thì cái da đầu mình. Và những người mà đi làm về ngành nông á thì người ta ở ngoài nắng rất là nhiều. Thì người ta sẽ bị nhiều hơn là những người bình thường. Cái càng ngày Ngọc Khanh thấy rằng là nhiều vị bệnh nhân nói với Ngọc Khanh khi họ đi bác sĩ chuyên khoa về da đó thì người ta nói rằng là càng nhiều người về sau cứ bị ung thư da ở bên hướng trên này nè. Trên hướng mặt như vậy nè. Mà giống như họ cũng không biết là làm sao, nhưng mà Ngọc tại sao họ lại bị ung thư da? Chỉ là họ phát hiện ra những cái đốm đen bất thường rồi đi bác sĩ rồi mới biết đó là ung thư da. Mà cũng chuyện này cũng là cũng gần đây có một người bệnh nhân có một cái nốt ruồi nhỏ chút xíu ngay gần chỗ mắt ở đây. Thì thật sự ra là cô ta là muốn đi bỏ xóa đi một ruồi cho nó đẹp. Thì cũng qua bác sĩ về da thì họ làm và cắt đi cho mình. Nhưng mà bác sĩ về da thì họ kỹ, họ cắt xong họ cũng vẫn gửi đi cái lab bình thường. Sinh thiết. Thì không ngờ nó comeback là ung thư da. Họ rất là bất ngờ. Thì cái nhìn không có da cũng không có thấy được. Thế đó là cũng là một cái gọi là vô tình mà thấy. Cái bác sĩ da cũng nhìn cũng không có biết đó. Nghĩa là cái này là cái nốt ruồi bình thường thôi. Mà cắt xong gửi đi thì nó là một loại ung thư da. Thì nó cũng ở cái khu mà dễ bị thôi. Thưa bác sĩ, rồi bây giờ khi mà mình nói vấn đề là mình sử dụng cái kem chống nắng, thường thường là mình nói là mình mua kem, như Ngọc Khanh đi mua kem chống nắng là đi mua dựa trên cái chỉ số SPF. Ngọc Khanh cứ nghĩ cứ mua cao để cho chắc ăn. Cái thứ hai á, thì Ngọc Khanh sẽ coi là dùng dưới cái loại nào cho nó đỡ khó chịu, đặc biệt là trên mặt. Thì giống như có khi Ngọc Khanh mua cream, có khi Ngọc Khanh mua gel, có khi Ngọc Khanh mua xịt. Thì thưa bác sĩ, mình nên dùng loại nào? Thưa quý vị, để trả lời Ngọc Khanh thì mình nghĩ là cái xịt á là cái mà nó tiện nhất. Cái xịt ấy là nó tung tóe, nó đầy người hết. Nhưng mà nó cái đặc biệt của cái xịt là nó rất là dễ xài. Mình xịt tay, xịt lưng, tự mình làm được, không cần phải phiền tới ai hết. Nhưng mà nó cái phiền của cái xịt đó không có được đều. Như cái nào mà cái vị bôi đó thì nó đều hơn, nó mịn hơn và nó thấm sâu hơn, thấm và lại khó, phải có nhờ người giúp họ. Còn cái mà mình cũng đang tưởng tượng vì mình xịt vào mặt á, nó rất là khó chịu, nó vô mũi này nọ thì cũng khó chịu, đúng không quý vị? Nên là cái xịt cũng có cái hay cái giờ. Mà còn nói về cái Ngọc Khanh đã nhắc về cái gel đó, thì thường ai mà bị cái da khô, mình da nhờn đó, thì da khô đó thì nên dùng cái loại mà nó có là cái gel. Thì
xin lỗi, cái oily skin á, yeah. đúng không, tiếng Việt Nam là nhờn, yeah, nhờn. Da nhờn á thì mình dùng cái gel, yeah. thì nó làm cho bị khô đi, nó đỡ bị ướt, và hay là cái chất là có cái silica. Còn người nào mà da mà bị khô đó thì dùng cái chất gọi là HA, tức là hyaluronic acid, thì cái đó thì nó hơi mắc chút xíu. Đa số chợ nào Costco hoặc là Target, Walmart nó cũng bán hết, mình yeah. có thấy Rite Aid, tiệm thuốc tây nó đều bán, thì cái đó bôi nó tốt hơn, yeah. nó mịn mà nó bảo vệ cái da cho mình đó, thì đó là hai cái loại mình thích nhất. Yeah. Yeah. Thưa bác sĩ, rồi chỉ số SPF. Cả chỉ số SPF thì thưa quý vị, thì thông thường người nào mà da mà trắng thì mình nên dùng cái loại mà 50 trở lên, nhất là cái vị nào mà đã có tiền sử ung thư da, hoặc là cái vị nào mà cứ ra nắng là bị đỏ hòn lên mà nó bị chóc cái da ra đó là rất là dễ cháy da đó, thì nên dùng SPF 50 trở lên. Còn đa số trung bình người ta dùng cái loại 30 là đủ rồi. Còn trong những trường hợp ở trong nhà thì có thể dùng cái loại thấp hơn, tại vì trong nhà đôi khi cái ánh nắng nó cũng hắt ra, hắt vô trong nhà nó cũng ảnh hưởng đến cái da của mình, thì dùng cái loại thấp hơn cũng được. Và có mấy lần thì bác sĩ Bảo Khanh có nhắc rằng là đừng bao giờ thấy trời nó âm u. Mà là ban ngày thì đừng bao giờ nghĩ rằng là sẽ không có tia cực tím. Đúng như vậy, Ngọc Khanh. Nên đừng bao giờ nghĩ như vậy rồi cái đi ra sân làm vườn mà cứ để thế mà làm, phải không? Yes, nhưng mà cái đó là rất là dễ bị sai lầm cái con đường đó. Yeah. Vì ai cũng có cái suy nghĩ đó. Đôi khi chính bản thân mình cũng có cái suy nghĩ đó quý vị. Thì thấy hôm nay trời mát quá, mây thích quá, đôi khi mình chạy ra ngoài thoải mái làm vườn trồng cây không cần phải che nắng. Nhưng mà quý vị, cái tia cực tím này đó, nó đi qua cái mây, nó không có che đậy được, cho nên là quý vị vẫn bị ảnh hưởng, vẫn có thể bị cháy da, bị ung thư da nếu mà mình ở ngoài sân, nếu mà không có bôi sunblock hay là đội cái nón, xuyên thấu hết mọi nơi đó, phải xuyên không? Thấu hết, yes. Thì thưa bác sĩ, chắc là Ngọc Khanh phải mời bác sĩ có cái lời kết cho cái đề tài này để chúng ta sẽ nói về cái kênh YouTube của bác sĩ. Yes. Thì thưa quý vị, thì mình cũng muốn quý vị lưu ý là cái ung thư da là cái mà nó có thể xảy ra với bất cứ mọi người nào khi tiếp xúc với ánh nắng rất là nhiều. Tuy là những người da trắng bị nhiều hơn, nhưng mà người Á Châu cũng bị, không có khác gì họ đâu. Nghĩa là sao mà quý vị có cái sự bảo vệ, và đừng có nghĩ là khi mình bôi cái kem chống nắng á, mà mình có một cái bảo vệ tuyệt đối, mình có thể mình ra mình chơi mình thoải mái, thì cái đó cũng không có đúng. Quý vị cũng nên rất là hạn chế, và cũng tìm một bóng mát được càng nhiều càng tốt, và hạn chế cái thời gian với ánh nắng tiếp xúc với cái da của quý vị. Kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay thì Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh muốn chia sẻ về một cái kênh YouTube mà chỉ nói về vấn đề sức khỏe, không có quảng cáo bất cứ một cái thông tin thương mại nào. Bây giờ Ngọc Khanh muốn hỏi bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh là vì lý do gì bác sĩ muốn làm cái kênh YouTube này? Thưa quý vị, thì tại vì ở phòng mà khi khám bệnh, thì khi mà quý vị nào mà thường thường chắc cũng có trải nghiệm qua hỏi bác sĩ mà tôi có cái bệnh này, thế tên bệnh này, bệnh thứ ba, bệnh thứ bốn, một cái đó là cái thời gian nó rất là ngắn hạn, và bác sĩ từ lúc đó có thể là sẽ không có chi tiết được với quý vị được nữa. Cho nên thông thường là một cái bệnh mà trình bày với bác sĩ đó thì mất ít nhất cũng phải 10 đến 15 phút thì mới có thể chu đáo được. Nên vì thời gian rất là hạn chế thì thưa quý vị, mình với ra cái ý tưởng là mình tạo một cái trang YouTube để khi mà có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc mà chưa có thể mà chia sẻ được trong cái phòng khám, thì quý vị có thể trở ra một cái địa điểm nào đó mà có thể quý vị ôn lại, hoặc là nhìn những cái đề tài nào mà nó có sự quan hệ với cái vấn đề quý vị đang quan tâm. Có nghĩa là vì cái vấn đề là khi chúng ta đi khám bệnh với bác sĩ, mình không có nhiều thời gian để giữa mình và bác sĩ trao đổi. Mình chỉ có mới nói về cái vấn đề là mình bệnh gì và cần chữa trị như thế nào thôi là đã hết thời gian rồi. Và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh trong cái tâm tình đó muốn cố gắng làm sao chia sẻ thêm những cái kiến thức, gọi là mình educate, mình hướng dẫn cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể chăm sóc được cho chính họ trong cái giai đoạn mà họ cần phục hồi, hay là để ngăn ngừa bệnh nặng hơn nữa. Thì vì vậy bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh mới thành lập ra một cái kênh YouTube có cái tên là Bác sĩ Bảo Khanh USA. Trước khi mà quyết định đặt cái tên như vậy thì bác sĩ Bảo Khanh có để cái kênh YouTube là Bác sĩ Bảo Khanh, thì lúc mà bấm search á, thì rất là nhiều Bác sĩ Bảo Khanh, mà tại USA thì chỉ có một Bác sĩ Bảo Khanh, cho nên là bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh mới đặt ra cái kênh YouTube là Bác sĩ Bảo Khanh USA.
Mỗi tuần thì bác sĩ Bảo Khanh cố gắng ra những cái đề tài để mà chia sẻ cho cộng đồng của chúng ta. Cho nên là nếu mà quý vị vào trong cái trang YouTube đó và xem rồi, và nếu thấy có những cái ý kiến đóng góp thì vui lòng cho ý kiến đóng góp để cho cái kênh YouTube này nó sẽ được càng phát triển và nó trở nên hữu ích cho cộng đồng của chúng ta. Nếu quý vị thấy thích và hữu ích thì xin chia sẻ cho bạn bè người thân. Và cái điều thứ ba là cái kênh này có một cái email là bacsibaokhanh@gmail.com, bacsibaokhanhusa@gmail.com. Giống như Ngọc Khanh có nói đó là bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh khi thực hiện cái kênh YouTube đó không có bất cứ một cái quảng cáo thương mại nào hết. Để mà muốn tập trung về cái vấn đề là mình raise cái awareness, mình gia tăng cái nhận thức cho cộng đồng về vấn đề làm sao mỗi một người có thể tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Bởi vì chúng ta đã lên kênh YouTube thì có rất là nhiều cái kênh về thông tin sức khỏe. Trong tất cả những cái kênh đó thì cái kênh YouTube của bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh chỉ là một cái kênh đơn thuần là cái chia sẻ cái kinh nghiệm chữa trị cũng như những cái lời khuyên để giúp cho chúng ta nên biết là mình làm thế nào với căn bệnh của mình, thì mình làm sao để cho bệnh nó đừng có tiến triển nặng hơn. Với căn bệnh đó thì mình làm sao mình có thể sống vui sống khỏe với, gọi là sống chung với lũ với căn bệnh đó. Thì một lần nữa Ngọc Khanh xin nhắc lại cái kênh YouTube có tên là Bác sĩ Bảo Khanh USA, và mọi ý kiến đóng góp thì xin email cho bác sĩ Bảo Khanh usa@gmail.com. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được gửi một niềm lành cho tất cả quý vị và rất mong được gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.